Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 28 Tập 28 Nhược ngộ ô phạm vô tăng giả Thuyết vĩnh tại xúc sanh báo Ô là ô nhiễm Ở trong Phật Pháp Chính là phạm giới dâm dục Vô là phỉ bán Phỉ bán người xuất gia Đây là vĩnh viễn Bị quả báo ở đường xúc sanh dính tại xúc sanh báo cũng là sau khi chịu quả báo ở địa ngục ra thì chịu quả báo ở được xúc sanh quả báo này nhất định là ở địa ngục pháp sư thanh lương ở trong đoạn văn này ngài trích dẫn một đoạn nói trong kinh thắng thiên tử dặn dò chúng ta lưu thông bộ kinh này nếu có pháp sư nào lưu thông kinh này sao gọi là lưu thông có phải chúng ta in nhiều một chút để tặng cho người khác gọi là lưu thông không không phải cái phạm vi đó quá nhỏ hẹp Y giáo phụng hành gọi là lưu thông Bản thân chúng ta phải làm nên tấm gương cho người ta xem Vậy gọi là lưu thông Mới có tác dụng Mới có thể thật sự lợi ích chúng sanh Đây là trên kinh thực nói Thọ trì đọc tụng di người diễn thuyết diễn là biểu diễn làm ra cho người ta xem thật sự là y giáo phụng hành y giáo phụng hành triệt để nơi pháp sư ở nơi có kinh điển nơi có đạo tràng chính là nơi có chư phật như lai ở Công đức lợi ích này Ngay cả Phật Bồ Tát nói cũng không hết Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này Xem tiếp kinh văn dưới đây Nhược ngộ than hỏa Trảm trước thương sanh giả Thuyết luân hồi đệ thưởng báo Phía dưới là nói về tạp nghiệp báo Những gì chúng ta nhìn thấy phía trước là ác nghiệp Chúng tôi Đọc xong thấy muôn và cảm khái Đều đã tạo qua rồi than hỏa là gì? Là đun nấu thịt chúng sanh Khi sắc thịt dùng dao chặt từng nhát từng nhát Chém chặt Chúng ta ngày nay giết hại chúng sanh Ăn thịt chúng sanh Phật nói trên kinh Người chết làm dê, dê chết làm người Tương lai chúng ta chết đọa vào đường súc sanh Còn chúng thì làm người Cũng chặt chúng ta thành từng khúc để ăn Là quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn nhau Chúng ta ngày nay ăn thịt chúng Thì tương lai chúng ăn thịt chúng ta Đền trả cho nhau Không bao giờ dứt Hiện nay thế gian Nhiều tai nạn như vậy Do đâu mà ra Do nghiệp sát quá nặng Không những ăn thịt những chúng sanh này Mà còn muốn ăn sống nữa Bạn nói nguy hiểm cỡ nào Hiện tại tại vì sao Tai nạn gấp nhiều lần so với trước đây Chúng ta hãy bình lặng mà suy nghĩ xem 50, 60 năm trước Trước thời kỳ kháng chiến Và thời kỳ kháng chiến Đây là đích thân tôi đã trải qua Thời gian đó nhân dân sống rất khổ Ở nông thôn Đại khái một tháng Thì mới có một lần bán thịt Chứ đâu có chuyện mà mỗi ngày đều có thịt ăn Là vì không thể rồi Mấy làng chung lại một tháng Thì mới giết một con heo khi giết heo thì tìm một cái cây cao Trên cây treo một cành trúc Trên cành trúc treo một tờ giấy màu vàng Mọi người nhìn thấy hôm nay ở đây có bán thịt Mới chạy đến nơi đó để mua nửa cân Một cân thịt Một tháng mới ăn được một lần Chỉ có khi đến Tết Mấy ngày đó mới có thịt ăn mỗi ngày cho nên trẻ con đều rất trông mong đến Tết Hiện tại thì ăn Tết mỗi ngày Ăn thịt mỗi ngày Sát sanh mỗi ngày Nên quả báo tai nạn Lập tức hiện tiền ngay chúng ta thật bình lặng mà quan sát tư duy thì bạn mới có thể tìm ra được nguyên nhân chân thật thiên tai nhân họa tới tấp không dứt nhìn thấy mà phát hoảng nhưng không biết nguyên nhân đây là ngu muội không biết Những gì thánh nhân thế gian và suốt thế gian dạy bảo thì không tin Không đọc sách thánh hiền Không tin lời của những Phật thánh hiền nói Tự cho là thông minh trí huệ hơn người xưa Người xưa đã lạc hậu rồi Người hiện tại thông minh trí huệ hơn người xưa quá nhiều quá nhiều rồi người xưa thắp đèn dầu đâu có sáng sủa như đèn điện hiện nay chứ người hiện tại thông minh hơn người xưa họ nói có vẻ tự đắc nghe thấy rất có đạo lý thật sự không có đạo lý người xưa thông minh trí huệ vậy thì có thể phát triển khoa học kỹ thuật như hiện nay không họ có năng lực này có trí huệ này vì sao không làm Họ có đạo lý của họ ở trong đó Nếu như 2000 năm trước đã bắt đầu làm rồi Thì thế giới này đã bị quỷ diệt từ lâu rồi Cho nên họ không chịu phát triển Hy vọng người đời được ổn định hòa bình Lâu dài ở thế gian Chân thật sống được một chút đời sống của con người Người hiện tại không phải sống đời sống của con người mà là sống đời sống nô lệ cho máy móc khoa học kỹ thuật. Chứ đâu phải là đời sống của con người chứ? Ý vị tình người không còn nữa. Ngay cả nằm mơ cũng không thể nghĩ ra. Chúng ta đọc sách xưa, văn chương của người xưa, tác phẩm văn học. Người trước đây sống cả đời sống ở trong trình thơ ý họa. Đẹp biết bao. Người hiện nay sống là sống ở đâu? Sống ở trong yêu ma quỷ quái. Tôi thì không có tiếp xúc, thỉnh thoảng xem qua hình ảnh ca múa trên truyền hình đó, đó là gì vậy? Yêu ma quỷ quái. Bạn xem cái âm thanh đó, giống như quỷ khóc sói tru vậy. sống đời sống như vậy họ ở đó gọi là hưởng thụ chúng tôi nhìn thấy thật đáng thương hoàn toàn là điên cuồng là giống như hít heroin vậy chích ma túy biến ra cái hình dạng đó vậy đâu phải là hình dạng của con người chứ bất bình thường cho nên chúng ta nhất định phải cảnh giác cảnh giác cao độ chúng ta làm việc ở trong nhà bếp đọc thấy câu này bạn có thể nào không thức kinh hồn vía không sau khi đọc qua đoạn kinh văn này của kinh địa tạng thì nhất định không dám ăn thịt nữa không dám sát xanh nữa rồi. Chúng ta học Phật, tuy là chúng ta hiểu rõ đạo lý này, nhưng người trong nhà không tin, người trong nhà vẫn muốn ăn thịt, hàng ngày vẫn phải sắc cho họ, vẫn phải chặt cho họ, vẫn phải làm cho họ thì làm thế nào? Tôi liền khuyên bạn, mỗi ngày tốt nhất đem kinh địa tạng tụng một lần, hồi hướng cho người nhà bạn có tâm chân thành sẽ được tam bảo gia trì tương lai dần dần ý nghĩ của họ sẽ chuyển trở lại chân thành thì có thể cảm động được lòng người dùng tâm chân thành thay cho gia đình này gia đình này đều là oan gia trái chủ ta không ăn vẫn phải làm thay họ vậy có phải là oan gia trái chủ hay không cho nên bạn phải hồi hướng thay cho họ phải cầu sám hối thay cho họ qua một thời gian họ sẽ cảm động họ sẽ quay đầu họ không thể quay đầu không có cảm động là do tâm chân thành của chúng ta không đủ sức mạnh của chúng ta chưa có đạt đến phải trách chính mình nhất định phải tìm thời gian cầu sám hối thay cho họ Lễ lại Bồ Tát Địa Tạng nhiều thêm Có thể mỗi ngày Lại được 300 lại Lại 1 ngàn lại Dùng tâm trí thành cầu sám hối Thì mới tiêu nghiệp chướng được Đem công đức tu trì của bạn Hồi hướng cho những chúng sanh này Hồi hướng gia trì cho họ Hy vọng họ sớm sinh vào cõi thiện Việc hồi hướng thứ hai Là hy vọng người trong gia đình có thể tiêu trừ nghiệp chướng khai trí huệ đoạn ác tu thiện vĩnh viễn không ăn thịt chúng sanh vậy thì bạn đã hành bồ tát đạo ở trong gia đình rồi gia đình đó chính là đạo tràng của bạn độ chúng sanh trước tiên là độ người nhà trước sau đó, độ bạn bè, thân thích, bà con sớm diện của bạn, bạn phải làm được cho người ta thấy. Cho nên học Phật, ngay cả người trong gia đình cũng không thể độ được thì bạn không có thành tựu gì, bạn thành tựu rất hữu hạn. Bạn phải cảm động được người trong gia đình bạn thì việc học Phật của bạn mới được xem là có chút thành tựu, có một chút thành tích. Người trong gia đình bạn không cảm động thì bạn không có thành tích gì để nói rồi nhược ngộ phá giới phạm trai giả thuyết cầm thú cơ ngạ báo phá giới mọi người dễ hiểu phạm trai trai là gì hiện nay hầu hết mọi người cho rằng ăn chay gọi là trai là ăn chay thật ra là sai rồi trai ở trong phật pháp chúng ta nói là không ăn quá nửa ngày không phải quá ngọ quá ngọ thì sai rồi hiện nay hầu hết mọi người nói trì ngọ nói gì thì không đúng không ăn quá nửa ngày giữa ngày nếu như nói Giờ ngọ là 11 giờ Đến 1 giờ là giờ ngọ Giờ ngọ có thời gian là 2 giờ đồng hồ Không ăn nửa ngày, giữa ngày Cho nên người trì trai Thời hiện đại tốt nhất là Dùng lịch thiên văn bởi vì mỗi một ngày Thời gian giữa ngày đều khác nhau Mỗi ngày đều có độ trên lệch thời gian Nên lịch thiên văn là đáng tin cậy nhất Giữa ngày là mấy giờ Mấy phút mấy giây Bạn không được quá giữa ngày Đây mới chân thật là trì trai thời gian trì trai mà phạm trai vậy thì có tội phật bồ tát trì trai cũng là làm cho chúng sanh xem người thế gian không có người nào không tham ăn một ngày ba bữa còn phải ăn vặt còn phải ăn khuya Đây đều là sai lầm Ở trong ăn uống Vô tình tạo biết bao nhiêu nghiệp tội Mà họ không biết Cho nên người xuất gia Thị hiện nên tấm gương cho họ xem Mỗi ngày các bạn ăn nhiều như vậy Coi trọng dinh dưỡng nhiều như vậy Mà sức khỏe cũng chẳng ra làm sao Chúng tôi mỗi ngày ăn một bữa Mà sức khỏe cũng không kém hơn bạn Khiến cho họ từ chỗ này phán tỉnh lại mà giác ngộ Chân thật hiểu được đạo dưỡng sinh Người hiện nay dưỡng sinh Phải hấp thu rất nhiều dinh dưỡng Chúng ta xưa nay không có nói dinh dưỡng bao giờ Ở Trung Quốc đại lục Có những người nghèo khó lạc hậu Họ không biết dinh dưỡng là gì Nhưng rất kỳ lạ là điều trường thọ Ở đồng thôn tuổi thọ rất dài Người sống hơn 100 tuổi rất nhiều Tôi trước đây sống ở nước Mỹ Dường như lúc đó Đại lục là vừa mới mở cửa Có lẽ là vừa mới mở cửa không được bao lâu Nước Mỹ đã từng phái Một số người đến Trung Quốc đại lục Để điều tra Để nghiên cứu Tại vì sao người Trung Quốc trình độ Vệ sinh kém đến như vậy mà có thể trường thọ người mỹ mọi thứ đều chỉnh chu mà sao vẫn bị đoản mạng họ liền nghiên cứu đạo lý này mà không nghiên cứu ra được nhìn đời sống ăn uống của họ nếu sánh với tiêu chuẩn của nước mỹ thì kém hơn quá xa thế như người trung quốc lại trường thọ dùng phương pháp khoa học để nghiên cứu nhưng nghiên cứu không ra Họ không hiểu nguyên nhân trường thọ ở chỗ nào vậy Tâm địa thanh tịnh Vọng niệm ít Phiền não là nguyên nhân đích thực đoạt mạng con người Người Trung Quốc phiền não rất nặng, rất nặng Bạn xem người tuổi trẻ của nước Mỹ Đại khái là trước 25 tuổi Còn có thể xem được vẫn còn rất đẹp. Sau 30 tuổi thì xong rồi. Trên mặt hiện ra từng đường từng đường đầy nếp nhăn. Chúng tôi thấy các vị đều không có nếp nhăn. Tại vì sao có nhiều nếp nhăn như vậy? Phiền não quá nhiều. Nhiều ở do đâu? Do áp lực đời sống. Bạn phải biết đời sống của người Mỹ, họ sống giống như là rất tốt. Nhưng đều là mắc nợ mà có Mua nhà phải dai mượn Nhà chỉ cần trả bao nhiêu Chưa đến một phần mười Thí dụ như nhà giá 100 ngàn đô Trả khoảng 5 ngàn đô là được rồi Sau đó 20, 30 năm Dần dần trả hết Kể cả trả lãi mỗi tháng vay ngân hàng Những đồ dùng trong nhà của họ Họ lái xe hơi, tủ lạnh, Thậm chí nói cho bạn biết Ngay cả mua đồ ăn Cũng mua thiếu mà có Bạn mua đồ ăn mua rau Mua gạo vân dân Dùng thẻ tín dụng Thẻ tín dụng là do ngân hàng cấp cho bạn Ngân hàng cho nợ Bạn nỗ lực làm việc rất vất vả Mỗi ngày làm việc là để trả nợ ngân hàng Trả nợ cho công ty bảo hiểm Họ mỗi ngày cả đời làm việc Ở nơi đó để mà trả nợ bạn nghĩ xem áp lực đời sống của họ nặng biết bao cho nên họ phải rất chăm chỉ nỗ lực mà làm việc họ không dám lười biếng không dám buông lung vì sao vậy vừa buông lung vừa lười biếng thì công ty lập tức đuổi việc bạn bạn hết thảy đều tiêu rồi tất cả mọi thứ trong nhà bạn ngân hàng tịch thu công ty bảo hiểm tịch thu họ liền bán đấu giá để mà trả nợ cho nên cuộc sống của họ rất vất vả rất đáng thương bạn không cư trú ở nước ngoài bạn không hiểu được tình trạng đời sống của họ khổ vô cùng tôi lần đầu tiên trở về tổ quốc viếng thăm đi cùng với hàng quán trưởng về đại liên quê hương của bà Nơi đó có không ít bạn bè thân thích đến tiếp đãi Mời chúng tôi ăn cơm Họ biết chúng tôi từ nước Mỹ trở về Nên vô cùng ngưỡng mộ Tôi nói cho họ biết Tôi nói đời sống của người Mỹ không bằng các vị Họ không tin Họ nói tôi lừa dối họ An ủi họ Tôi quay trở lại hỏi họ Và lúc đó có khoảng 30 người đang có mặt Tôi nói ba mươi mấy người các vị Tôi hỏi các vị có các vị nào ở đây sống mà bị thiếu nợ hay không họ nhìn nhau không có người nào cả người mỹ sao có thể sánh với bạn chứ người mỹ vừa sanh ra là đã mắc nợ đến chết cũng trả không hết rồi họ sống là đời sống gì các bạn là sống đời sống gì tuy các bạn sống dưới bề ngoài giống như là nghèo khổ hơn họ bạn không có nhà lầu không có xe hơi sau khi các bạn tan ca xong vài người bạn ngồi tụ lại với nhau bày ra vài hạt đậu phộng nhâm nhi vài ly rượu nói chuyện tán gẫu rất thoải mái người nước ngoài có kiểu sống ăn nhàn này không không có cả đời cũng không được một ngày sống như thế này đầu óc suốt ngày căng thẳng cực độ cho nên người nước ngoài rất dễ dạ yếu nguyên nhân là ở chỗ này bối cảnh văn hóa của họ chúng tôi hiểu nó thật ra họ vô cùng ngưỡng mộ người phương đông chúng ta còn có của để dành. Còn tích lũy được chút tiền, họ không có. Trong gia đình của người Mỹ, tìm ra được 20 đô la tiền mặt là khá lắm rồi. Lời tôi nói với mọi người đều là chân thật. Tôi đã sống ở Mỹ 15 năm. Đã đi qua rất nhiều thành phố lớn. Bảo suy thoái kinh tế cả thế giới Đều bị ảnh hưởng Thế nhưng người Trung Quốc bị ảnh hưởng rất ít Vì sao chị? Người Trung Quốc không thiếu nợ Không có mắc nợ ngân hàng Không có mượn tiền Không có áp lực Ngày nay, nguyên lý kinh tế của các quốc gia Chủ nghĩa tư bản trên toàn thế giới Nguyên lý là gì? Chính là chúng ta thường hay gọi là cho vay nặng lãi Bằng mượn nợ họ Cuối cùng bị họ ép đến chết họ khiến cho bạn sảng khoái nhất thời cuối cùng lấy luôn mạng của bạn chúng ta bình tĩnh mà quan sát nên thấy rất rõ ràng rất sáng tỏ người trung quốc có phước tự mình phải biết rõ phải hiểu phải tự biết thương chính mình ngày nay trung quốc vẫn chưa thể đạt được bình yên đó là do có nguyên nhân khác nếu như chúng ta có thể vận dụng cho thật thỏa đáng về phương diện nguồn nhân lực thì toàn bộ tất cả tai họa tự nhiên hay do con người tạo nên đều có thể tránh được có thể trở thành quốc gia tốt nhất của toàn thế giới làm nên hình mẫu làm nên tấm gương cho tất cả các quốc gia trên thế giới mục đích cuối cùng Đưa đến thế giới hòa bình Thế giới đại đồng Đây là cống hiến lớn nhất Ý nghĩa chân thật nhất của người Trung Quốc Đối với toàn thế giới Chúng ta phải nỗ lực mà làm Người xuất gia làm tốt Bốn phận của người xuất gia thì được rồi Ấn quan đại sư dạy là Giữ vẹn luân thường Làm tròn bốn phận Tránh làm việc sai trái Giữ lòng thành thật tin sâu nhân quả thì thiên hạ sẽ thái bình Mấy câu nói này của Ngài Quá thật là Có thể cứu tất cả chúng sanh chín ngàn năm Của thời kỳ mạt Pháp này Kinh Văn dưới đây nói Nhược ngộ phi lý hủy dụng giả Thuyết sở cầu khuyết tuyệt báo Đây là chúng ta thông thường nói là khổ gì cầu không được ở trong tám loại khổ bạn có mong cầu tại vì sao cầu không được có nguyên nhân phi lý câu nói này chính là chúng ta ngày nay gọi là không hợp pháp không hợp lý không hợp tình phung phí tiêu dùng của cải một cách không hợp tình Hợp lý, hợp pháp Hủy là gì? Hủy hoại Dùng là sự hướng dùng Mà bạn có được Sự hưởng thụ của bạn Mọi thứ hưởng thụ của bạn ngày nay Bất luận là hưởng thụ gì vật chất hay tinh thần Loại hưởng thụ này không hợp lý Không hợp pháp, không hợp tình Thì quả báo sau này của bạn Là bất như ý Là khổ vì cầu không được nhược ngộ ngô ngã cống cao giả thuyết ti xử hạ tiện báo cống cao ngã mạng thì họ bị quả báo là hèn hạ hiện nay ở trong xã hội này nhìn thấy rất rõ ràng khi chính mình có quyền có địa vị thì ngạo mạn dênh giáo hung hăng trong chớp mắt cái địa vị này của họ bị mất rồi sau khi mất đi thì lại đi tìm cái công việc thấp hèn để mưu sinh sống qua ngày bọn chốc mất hết địa vị thì bị người ta sai khiến quả báo là quả báo hiện đời không cần đợi đến đời sau Trong xã hội hiện nay Chúng ta nhìn thấy rất nhiều Khó khăn lắm mới trèo lên được địa vị cao Gặp phải cơn bão suy thoái kinh tế Lập tức bị cắt giảm nhân sự Công việc mọi thứ bị mất hết Tìm công việc thấp hẹn sống qua ngày Bị người ta sai khiến Hiện nay các khu vực trên thế giới Bạn chỉ cần quan sát tỉ mỉ Sẽ thấy rất nhiều những người không biết hạ mình tôn trọng người cán bộ cấp trên đối với cấp dưới cũng phải tôn trọng không được mặc tình sai khiến vì sao quả báo sẽ không tốt nhược ngộ lưỡng thiệt đấu loạn giả thuyết vô thiệt bách thiện báo Lưỡng thiệt là cây chia rẽ Khiến người khác xích mít Khiến cho hai bên không hòa hợp Tạo loại tội nghiệp này Người tạo tội nghiệp này rất nhiều Mục đích là để mình hướng lợi từ trong đó Khiêu khích hai bên Khiêu khích thị phi Quả báo này Phía trước đã từng nói qua rồi Đây là thuộc về khẩu nghiệp Nói lời thô ác Nói lưỡi hai chiều Đều ở địa ngục Gọi là địa ngục kéo lưỡi Sau khi ra khỏi quả báo địa ngục Thì lại đọa vào cõi súc sanh Trong súc sanh có loại không có lưỡi Có loại có trăm lưỡi Vẫn phải chịu quả báo này nhược ngộ tà kiến giả thuyết biên địa thọ sanh báo tà tri tà kiến là thấy biết sai lầm cũng phải xem họ có tạo nghiệp cạn hay sâu rộng hay hẹp nếu như họ ảnh hưởng người khác ít thì quả báo của họ sẽ nhẹ nếu như sự thấy biết sai lầm này ảnh hưởng đến nhiều người thời gian ảnh hưởng dài lâu thì quả báo của họ sẽ nặng rồi Cho nên có người hỏi tôi Văn tự do người có tri kiến sai lầm viết ra Văn chương của họ viết ra thành sách Hướng dẫn những chúng sanh này đi sai đường Tương lai họ phải đọa địa ngục Đến khi nào có thể ra được Tôi trả lời họ Tôi cũng là căn cứ lời trên Kinh Phật nói Trên thế gian này Số sách mà họ viết ra này Không còn một cuốn nào Thì họ mới có thể ra khỏi địa ngục được nếu như còn một quyển nào cất giữ trong thư viện Thì họ tiêu rồi Là họ không thể ra được Từ đó cho thấy Sản phẩm của họ in càng nhiều Thì càng gây go rồi Tội của họ sẽ càng nặng Họ ảnh hưởng đến nhiều người Thời gian ảnh hưởng lâu dài Cái tội này rất khủng khiếp Cho nên chúng ta nói năng Cũng phải cẩn thận Nếu có ghi âm thì cũng giống như sách vậy Đến khi nào băng ghi âm của bạn hoàn toàn tiêu mất ở trên thế gian này, hoàn toàn không còn nữa thì bạn mới có thể ra khỏi địa ngục. Vẫn còn một bộ, có người bảo tồn thì bạn gây go rồi. Bạn không thể ra khỏi địa ngục được rồi. Cổ nhân thường nói, bệnh từ miệng vào, hóa từ miệng ra, không sai chút nào. Cho nên Bồ Tát dạy chúng ta Ít nói một câu chuyện Niệm nhiều danh hiệu Phật Khi người ta nói chuyện Ta nghe không rõ là tốt nhất Bất luận họ nói chuyện gì Cũng là A-di-đà Phật Bạn cứ một câu như vậy là trở về Tốt hơn bất cứ thứ gì Vì sao vậy không cần thiết phải nghe Đều là vô ý nghĩa Ngoài câu Ai Di Đạo Phật ra thấy đều là vô nghĩa Bạn nghe để làm gì? Thật thà niệm Phật nhất định giảng sanh tịnh độ Nghe những lời thị phi Chuyện ngồi lê đôi mắt này Nhất định sẽ tạo lục đạo luân hồi Chỉ làm tăng trưởng tội nghiệp của mình Thật không đáng chút nào Biên địa thọ sanh Biên địa chính là hiện nay gọi là khu vực Có văn hóa lạc hậu gọi là biên địa người ở trong đời này nếu sanh vào khu vực có văn hóa lạc hậu thì không có cơ hội nhận được sự giáo dục họ làm sao có thể không ngu si được chứ ngu si nhất định tạo tác tội nghiệp cho nên quả báo này rất đáng sợ mời xem đoạn kinh văn này dưới đây bồ tát ở chỗ này đã làm tổng kết cho chúng ta như thị đẳng đây là chỉ những gì đã nói ở trên chữ đẳng là quá nhiều quá nhiều rồi nói hoài không hết Diêm phù đề chúng sanh Thân khẩu ý nghiệp Ác tập kết quả Bách thiên báo ứng Kim thô lược thuyết Lược thuyết Là chỉ báo cáo một cách sơ lược mà thôi đoạn này là nói tất cả chúng sanh trong thế gian hiện nay của chúng ta tạo tác nghiệp nhân của ác nghiệp thân khẩu ý mỗi ngày đang tạo tác thân là tạo nghiệp xác đạo dâm Tôi không có tạo sát nghiệp Bạn hàng ngày ăn thịt chính là sát sanh Tôi không có sát sanh Chỉ là ăn thịt Bạn không ăn thịt Thì làm sao người ta có thể sát sanh được chứ Người hiện đại Đại khái bởi vì không tin nhân quả Mặc tình giết hại Mặc tình ăn nuốt Trước đây Ở nông thôn chúng ta Tôi chẳng phải là đã kể cho bạn nghe rồi sao? Một tháng giết một con heo, lúc giết heo, người đó đều niệm chú cho heo. Nói với nó, họ nói: "Heo ơi, heo ơi, mày đừng trách, mày là món ăn của nhân gian. Nếu họ không ăn thì tao không giết, mày có đòi thì hãy đòi người ăn." Bạn xem, họ rất thông minh người đầu tế, đùng đẩy hết tội báo cho người ăn thịt, là mày có đòi nợ thì đòi người ăn thịt, cho nên bạn ăn thịt họ mới sát sanh, bạn không ăn thịt thì họ không giết, vậy ăn thịt là gián tiếp sát sanh. những là hàng ngày đang tạo tác nghiệp sát Nghiệp trộm cấp, nghiệp tà dâm Không có cách gì tránh khỏi Khẩu có bốn loại nghiệp là Nói dối, nói lưỡi hai chiều Nói lời thô ác Nói theo dệt Có người nào mà không tạo chứ ở trong ý nghiệp tràn đầy tham sân si cho nên chúng ta ngày nay quan sát thế giới này tại vì sao xã hội mỗi năm một loạn tai họa mỗi năm mỗi nhiều hơn nguyên nhân chân thật chính là nghiệp ác của thân khẩu ý của tất cả chúng sanh mỗi năm mỗi tăng trưởng vậy thì rất khủng khiếp rồi đây là nhân quá đáng sợ rồi muốn dừng cũng không dừng được đừng nói là tiêu nghiệp chướng làm sao có thể tiêu nổi chứ tăng trưởng mỗi ngày làm sao có thể không có quả báo được chứ ác tập kết quả thân khẩu ý tạo ra mười loại ác nghiệp tập khí ác nghiệp tích lũy nhiều đời nhiều kiếp thì quả báo liền hiện tiền ngay quả báo thiên tai nhân họa tam đồ bát nạn này tam đồ bát nạn là do như vậy mà ra bách thiên báo ứng bách thiên không phải là con số là miêu tả vô lượng vô biên báo ứng. Phía trước là nói sơ lược mà thôi. Bản thân chúng ta ngày nay ở trong đời này, nếu thật sự muốn ra khỏi tam giới, Phải bắt đầu sửa đổi từ chỗ nào vậy? Bắt đầu sửa đổi từ trong tâm địa Tâm phải làm đến thuần thiện Tâm Không có ác niệm Ác là gì? Mười điều ác Đây là những điều đơn giản nhất Không được có cái ý niệm này Ý không nghĩ tà vậy đây là pháp môn tâm địa niệm niệm y giáo phụng hành những gì phật ở trên kinh dạy chúng ta cần phải làm thì chúng ta chăm chỉ nỗ lực mà làm phật nói không được phép làm thì ngay cả ý nghĩ chúng ta cũng không được nghĩ đến thì chính mình mới có thể tự độ Mới thật sự có phần nắm chắc Cho dù đời này không giảng sanh tịnh độ Không cầu sanh tịnh độ Đời sau nhất định là Được phước báo nhân thiên Chứ không bị đọa tam độ Cho dù chúng ta ngày nay Thân khẩu không có hành vi ác Mà ý vẫn còn niệm ác Vẫn còn nghĩ tà vại Xin thưa với các vị vẫn là tạo tam đồ lục đạo như cũ cho nên trước đây tổ sư đại đức chỉ dạy chúng ta tu từ căn bản căn bản là gì ý niệm là căn bản nếu như bạn thích đọa ba đường ác để thọ khổ nạn vô số kiếp được rồi, vậy thì bạn có thể bảo lưu niệm ác ý nghĩ tà vại của mình. Nếu như bạn cảm thấy nỗi khổ trong tam đồ vô số kiếp, bạn nhìn thấy sợ hãi, kinh khiếp, không muốn thọ, thì ngày nay từ trên ý niệm hãy điều chỉnh trở lại. Tiêu chuẩn Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện chính là tiêu chuẩn rất tốt. Đồng tu tịnh tâm ngày nay của chúng ta Tại vì sau thời khóa tối mỗi ngày Chúng ta chọn phẩm thứ 32 đến phẩm 37 của Kinh Vô Lượng Thọ chị Vì những gì trong đó nói là giống như trên Kinh Địa Tạng nói chị Đó là tiêu chuẩn Thiện ác Không thể không biết Ác nhất định phải dứt trừ Dứt không nổi cũng phải dứt Không dứt trừ không được Bạn không đoạn dứt Thì bạn nhất định đọa địa ngục Bạn tự mình nhất định phải biết rõ Không đoạn dứt nhất định đọa địa ngục Không có con đường thứ hai để đi Sau khi ở địa ngục ra rồi Giống như những quả báo trên kinh nói này Bạn đều phải thọ nhận nếu bạn muốn mình không bị đọa địa ngục đời này có thể liễu sanh thoát tử ra khỏi tam giới giảng sanh tịnh độ thì bạn nhất định phải làm không làm không được người khác có làm hay không không có liên quan gì đến ta con đường tu hành này phật tổ nói rất rõ ràng nói rất minh bạch người nào sanh tử thì tự người đó liễu không ai có thể làm thay cho ai được ông tu ông đắc mà tu bà đắc không tu thì không đắc tu là gì sửa đổi tâm đây là thật tu tâm bạn sửa đổi rồi thì hành vi của bạn đương nhiên sẽ sửa đổi theo trên hành vi làm cũng ra vẻ rất giống mà trong tâm không có thay đổi thì không được rồi Kết tội là kết từ trong tâm Đạo lý này nhất định phải hiểu rõ Xin mời xem tiếp đoạn sau cùng này Như thị đẳng diêm phù đề chúng sanh Nghiệp cảm sai biệt Địa tạng Bồ Tát Bách thiên phương tiện Nhi giáo hóa chi Phần trước là nói tạo nghiệp Đoạn phía trước này Thật sự là Chúng sanh cõi diêm phù đề Ương ngạnh khó giáo hóa Bồ Tát Địa Tạng biết rõ Chúng ta ở trên kinh này Đọc thấy Bồ Tát biết rõ Chúng ta ngày nay cũng biết rõ Chúng ta phải noi theo Bồ Tát Địa Tạng Phải học tập Bồ Tát Địa Tạng phải giống như bồ tát vậy dùng đủ thứ phương tiện thiện xảo để hướng dẫn chúng sanh hóa là gì vậy là chúng sanh tiếp nhận sự hướng dẫn thì có thể quay đầu đoạn ác hướng thiện là hóa rồi Hóa là kết quả của dạy Dạy là nhân Hóa là quả Hóa ác niệm thành thiện niệm Hóa phiền não thành bồ đề Hóa phàm phu thành bồ tát Thì việc dạy học của bạn đã đạt được mục đích là chân thật có thành quả Đây là điều chúng ta Nhất định phải học tập Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây Thị chư chúng sanh Tiên thọ như thị đẳng báo Hậu đỏ địa ngục Động kinh kiếp số Vô hữu xuất kỳ Ở chỗ này Đức Phật nói lời chân thật trên kinh nói những báo ứng này là quả báo hiện tiền là hoa báo sau khi chết rồi nhất định đọa địa ngục đến khi đầu ra khỏi vậy động kinh kiếp số là trải qua nhiều kiếp phần trước nói với chúng ta là vô lượng kiếp không có ngày ra khỏi ngày ra là nhất định có tại vì sau đó là không có vì quá lâu rồi không phải trong thời gian ngắn mà bạn có thể ra khỏi được Thị cố nhữ đẳng Bởi nguyên do này Nên Phật khuyên bảo Tứ Đại Thiên Vương Tứ Đại Thiên Vương phát tâm hộ trì Hộ thế Các ông những người này Hộ nhân hộ quốc Vô lệnh thị chư chúng nghiệp Mê hoặc chúng sanh Trong Chú giải của Đại sư Thanh Liên Có một câu nói Đương nhiên Ngài cũng là căn cứ Lời trên Kinh Phật nói Kinh này là Kinh Cựu Tạp Thí Dụ Trong đó nói Đây là lời Thích Ca Bao Ni Phật nói Ngài nói 60 ức dạng năm Thế gian là một ngày trong địa ngục Trước đây Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Giảng với sinh viên chuyên ngành Ở trong các buổi giảng Chuyên ngành Phật học, Đại học Đã nói đến địa ngục Một ngày của địa ngục là 2.700 năm khỏi nhân gian Cách nói này đều là có căn cứ 2.700 năm đại khái là địa ngục nhỏ nếu nói quá nhiều Sẽ khiến cho người kinh sợ Phật ở trên kinh này nói Một ngày trong địa ngục Là 60 ức dạng năm của cõi nhân gian chúng ta Vào thời xưa ở Ấn Độ Con số ức có 3 loại Một trăm ngàn cũng gọi là ức Một triệu cũng gọi là ức một trăm triệu cũng gọi là ức Chúng ta tính số nhỏ nhất ức là một trăm ngàn Sáu mươi ức dạng năm Là sáu mươi lũy thừa mười Là bằng một ngày của thế gian chúng ta đây cho nên có nên đến địa ngục hay không? Đây là nói địa ngục lớn, vô gián Thời gian dài như vậy Chúng ta tạo tác tội nghiệp địa ngục rất dễ dàng Bạn hiện nay tạo Tương lai bạn thọ khổ báo khủng khiếp cỡ nào Phật ở trên kinh này Dặn dò tứ đại thiên vương Bảo trợ cõi nước Hộ vệ người không được để đủ thứ nghiệp tội thế gian mê hoặc chúng sanh Chúng ta nghe lời dặn dò này rồi Trước tiên Phải tự chính mình Phản tỉnh lại xem Xin thưa với các vị soi lại mỗi ngày Ở trong cửa Phật Lập ra thời khóa sớm tối Tôi đã từng nói qua với mọi người rồi Thời khóa sớm nhắc nhở chính mình Thời khóa tối là phản tỉnh Thời khóa tối khi lễ tụng đọc kinh văn phải nghiêm túc phản tỉnh. Những gì trên kinh dạy, chúng ta phải làm, ta đã làm được chưa? Những gì dạy chúng ta không nên làm, chúng ta có vi phạm hay không? Đây là bạn thực sự thực hiện thời khóa sớm tối, chứ không phải thời khóa sớm tối là đem kinh đọc của một lần cho Phật Bồ Tát nghe. Thế thì hoàn toàn sai rồi. Phật Bồ Tát đâu cần nghe bạn đọc chứ? Muốn độ chúng sanh, trước tiên phải độ chính mình mình không tạo tác ác nghiệp mình nhất định không bị đọa ba đường ác thì bạn mới có năng lực giúp đỡ người khác nếu như thân mình còn không giữ được mà đi giúp đỡ người khác thì không có chuyện này rồi cho nên chúng ta nhất định phải đứng vững trên đôi chân của mình trước nhất định không bị đọa tam độ hơn nữa chính mình có niềm tin kiên định nhất định được sanh tịnh độ hơn nữa là nhất định có thể tự tại giảng sanh Tại vì sao có phần nắm chắc vậy Nghiệp chướng tiêu rồi Làm sao tiêu được vậy Ở trong tâm không có một niệm ác Trong ý không có một ý nghĩ tà vậy Là bạn có phần nắm chắc rồi Giảng sanh không có bệnh khổ Hiện tiền không có ốm đau Không có ốm đau là hoa báo Giảng sanh không có bệnh khổ là quả báo Tại vì sao người khác có thể làm được mà chúng ta không làm được vậy? Sở dĩ họ có thể làm được không có gì khác. Chính là trong tâm không có niệm ác. Trong ý không có ý niệm bất chánh. Là dựa vào cái này. Tứ thiên vương văn dĩ thế lệ bi tháng hiệp trưởng nhi thối. Thế tôn khai thị cho họ xong. Sau khi bốn ông thiên vương nghe xong liền rơi lệ than thở bi than có hai ý nghĩa một cái là than thở tập nghiệp chúng sanh quá nặng, quá nặng. Ý nghĩa thứ hai là trách nhiệm của chính mình quá nặng. Chúng ta muốn giúp đỡ chúng sanh trước tiên phải giúp chính mình. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta chỉ giảng đến chỗ này. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail chấm cơm người đọc hạnh quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo đăng phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật 能。